Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng lắng nghe. Đêm hôm qua, bất ngờ Trung Quốc đánh nhau to với Úc và Mỹ ở Biển Đông để thị uy sức mạnh. Thưa quý vị, theo tờ báo của Australia cho biết, vào đêm ngày hôm qua, tại vùng Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ nảy lửa giữa hải quân, không quân của phía Trung Quốc với hải quân của Úc và Mỹ. Nghe tới đây, chắc chắn quý vị và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng phía Trung Quốc có những đụng độ với Mỹ là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng tại sao trong bài này Bắc Kinh hãy đánh nhau to với cả Australia thì xin thưa với quý vị rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ nó trên tất cả là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc điều rất nhiều máy bay trinh sát, máy bay quân sự, máy bay ném bom, tàu sân bay Sơn Đông, tàu hải cảnh, tàu chiến các loại mang theo rất nhiều vũ khí sát thương và vũ khí hạng nặng, tiến ra khu vực tập trận chung giữa hải quân của Mỹ và hải quân Australia để trêu ngươi, gây gổ, đánh nhau, và ngay lập tức hải quân của Úc và Mỹ đã cho quân đội, hải quân hai nước kết hợp với nhau đánh tan nát phiến quân của phía Bắc Kinh để trả đũa Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp cảnh cáo tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới chứ không phải riêng của Trung Quốc, cho nên chính quyền của Bắc Kinh nên ngừng ngay những cái hoạt động ngông cuồng, lộng hành gây áp lực, sức ép lên các nước trong khu vực và nước trên thế giới. Nếu không, Mỹ và Úc cũng như các đồng minh, các đối tác trong khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình, đưa trở lại bình yên cho thế giới, trở lại bình yên cho Biển Đông. Thưa quý vị, được biết nhân trận đánh nhau to ngày hôm qua, chính phủ của Mỹ và Australia cũng đã ra một tuyên bố nhấn mạnh với phía Trung Quốc rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Điều đó là không thể nào chối cãi và các bằng chứng lịch sử, luật pháp quốc tế cũng như hiến chương của Liên Hợp Quốc đã công nhận xác thực điều đó. Hai quần đảo trên hoàn toàn thuộc lãnh hải của Việt Nam. Vì vậy, Trung Quốc dám ngông cuồng đưa ra tuyên bố là quần đảo Nam Sa và Tây Sa của Bắc Kinh là hoàn toàn sai trái và vô lý. Trung Quốc cần phải được trừng trị. Mỹ và Úc nói rằng chính quyền của Trung Quốc nên tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ, vùng AS, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nếu không Bắc Kinh sẽ nhận được kết cục đầy đau thương. Thưa quý vị, theo tờ báo Manila của Philippines cho biết, hôm qua, quân đội hải quân của Mỹ và Úc đang diễn ra một cuộc tập trận chung lớn với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Biển Đông, trước bối cảnh phía Trung Quốc liên tục có những động thái gây sức ép, gây căng thẳng, gây gổ với cả các nước trong khu vực hòng tuyên bố chủ quyền sai trái và vô lý ở trên Biển Đông để thách thức Mỹ, thách thức Australia và thách thức thế giới. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, Australia là đồng minh thân cận của Mỹ, trước một Trung Quốc ngang tàn, hải quân của Mỹ và Úc đã có hợp tác chiến thuật với nhau trên Biển Đông, mục đích là để gian đe phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu dã chiến ngày hôm qua, cuộc tập trận trên đã bị gián đoạn bởi phía Bắc Kinh đã bất ngờ đem một đội quân hùng hậu ra để gây hấn, gây sức ép và đánh úp hòng tiêu diệt Mỹ và Australia. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phải gặp họa, phải dính đòn. Điều tồi tệ đã xảy ra khi quân đội của Mỹ và Australia đã đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa. Theo một thống kê mới nhất cho thấy thiệt hại ban đầu là vô cùng to lớn. Phía Bắc Kinh cho rằng sẽ báo thù hải quân của Mỹ và Australia vì trận chiến ngày hôm qua đã làm cho 3 tàu hải cảnh phía Trung Quốc bị hư hỏng nặng, 4 máy bay quân sự của Trung Quốc bị bắn rơi ở ngoài Biển Đông, 10 tàu dân phòng bị đánh chìm và rất nhiều tàu chiến của Trung Quốc bị thương vong phải chạy toán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Thiệt hại ban đầu cho thấy là vô cùng to lớn với phía Bắc Kinh, và ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích, cho rằng Mỹ và Úc sẽ phải nhận trái đắng nếu như không cho dừng cuộc tập trận nói trên, gây ra mất an ninh, an toàn cho lãnh hải của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Hiện tại thì chính phủ Trung Quốc đang lên những phương án để trả thù hải quân của Mỹ và Australia một cách sớm nhất. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, nếu xảy ra cuộc đụng độ và cuộc chiến trên Biển Đông, chắc chắn Mỹ và Úc sẽ giành chiến thắng vang dội trước phía Bắc Kinh, bởi vì hiện tại quân đội của hai nước Mỹ, Úc rất mạnh, hai nước còn được cho là đồng minh lâu đời của nhau nên rất hiểu nhau và phối hợp với nhau rất tốt, còn phía Trung Quốc bị thân cô. Thế cô vì Trung Quốc có một đội hình quân hùng mạnh hơn bởi vì phía Bắc Kinh đang sở hữu lượng dân số đông nhất trên thế giới, nhiều vũ khí, khí tài, thậm chí có cả con tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của chính phủ Trung Quốc đều là hàng lởm, hàng nhái, hàng nghi ăn cắp, quyền sở hữu trí tuệ đi sao chép của nước ngoài. Chứ trên thực tế, Trung Quốc chẳng có gì ngoài cái việc luôn thể hiện sự ngỗ ngược và ngông cuồng trên Biển Đông. Chính quyền của Bắc Kinh luôn tỏ ra ta đây là một nước lớn hùng mạnh nhất nhì trên thế giới nên liên tục dùng vũ lực để dương oai bắt nạt các nước nhỏ bé. Nhưng với một nước Mỹ vĩ đại và hiện đại, chắc chắn quân đội hải quân của Trung Quốc sẽ bị đánh bại cho tơi bời ngoài Biển Đông và sẽ bị thất bại thảm hại nếu như gây chiến với cả Mỹ và Úc. Thưa quý vị, nghe tin Washington và Úc kết hợp với nhau đánh tan nát hải quân của Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh tháo chạy toán loạn, rất nhiều các quốc gia và cộng đồng trên thế giới biểu dương tán thành cũng như ủng hộ.
bởi chỉ có như vậy mới ngăn chặn, dập tắt được những âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hôm qua, tờ báo của Hồng Kông cho biết rất nhiều các quốc gia như Bộ Quốc phòng của Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Brunei và Myanmar, thậm chí có cả Đài Loan đều lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và ủng hộ Mỹ cũng như Australia ra tay trừ khử Bắc Kinh. Còn Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, thậm chí có cả Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích phía Trung Quốc vì gây ra những mũi an huy, nguy hiểm cho khu vực hàng hải của châu Á. Tất cả các nước trên đầu phản đối và tố cáo Trung Quốc, họ cho rằng các nước trên thế giới đều đang tập trung cao độ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID Vũ Hán thì phía Bắc Kinh lại đem quân ra ngoài Biển Đông để lộng hành và gây sức ép căng thẳng cho thế giới. Điều đó là không thể nào chấp nhận và không thể nào dung tha. Đồng loạt các nước đều ủng hộ Mỹ, Australia, Malaysia, Singapore, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức ra tay trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc, đó là việc phía Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập hai huyện đảo trái phép trên Biển Đông là vô lý và rất bị lên án khi ngày hôm qua, tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn tố cáo thêm một chi tiết nữa, đó là phía Bắc Kinh còn ngang ngược tiến hành cho đặt mốc và đặt tên gần 50 quần thể đảo lớn bé trên Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và lên tiếng chỉ trích kịch liệt của các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới. Việc thực hiện đặt mốc và đặt tên nói trên của chính quyền ông Tập Cận Bình cho thấy rằng Trung Quốc phớt lờ tất cả những cảnh báo của thế giới. Trung Quốc vẫn tiến hành làm điều hòng thực hiện cái âm mưu thâm độc của chính quyền ông Tập, đó chính là độc chiếm biển. Tờ báo của Nhật Bản cho biết, chính phủ của Trung Quốc hôm kia đã tuyên bố cái mà Bắc Kinh gọi là tiêu chuẩn cho 25 đảo và bãi đá cùng 55 thực thể địa lý dưới Biển Đông. Thông tin này được đăng trên tờ báo Hoàn Cầu của phía Trung Quốc. Theo tờ báo của Bắc Kinh, cùng với việc đặt tên, Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên của phía Trung Quốc còn công bố kinh độ và vĩ độ của những thực thể nói trên từ các kinh độ và vĩ độ phía Trung Quốc công bố thực thể và các đảo. Các bãi đá vừa gắn cái tên mà Bắc Kinh gọi là tên chuẩn mực của các thực thể trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tờ báo này còn thậm chí dẫn lời một chuyên gia thuộc Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố việc đặt tên cho thấy cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc với những thực thể nêu trên. Được biết, động thái này của phía Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi chính quyền của Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố thành lập hai huyện hành chính quản lý Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bất chấp việc cả thế giới đang gồng mình chống dịch, Trung Quốc liên tục leo thang hành động phi pháp để mở rộng những yêu sách vô lý, sai trái ở Biển Đông. Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm kia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng tới chủ quyền của Việt Nam, không có một giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị các nước trên thế giới và gây thêm phức tạp tình hình trên Biển Đông cũng như trong khu vực. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quy định sai trái liên quan tới việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Bên cạnh đó, rất nhiều các chuyên gia quốc tế cũng đã lên tiếng và cho rằng hành vi của phía Trung Quốc trong thời gian gần đây liên quan tới vấn đề Biển Đông là phi lý và vô căn cứ, vô giá trị. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều lên án nhưng phía Trung Quốc vẫn phớt lờ và các chuyên gia nói rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả phía Bắc Kinh. Bởi vì trong thời gian gần đây họ tuyên bố rằng thành phố Vũ Hán đã công bố hết dịch trong lần đổ bộ thứ hai của COVID-19. Đây là thời gian quan trọng và thời điểm mấu chốt để họ đưa quân ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm, cũng như là tuyên bố những thực thể trái phép ở Biển Đông. Chúng ta phải liên tục cho tàu thuyền tuần tra tuần duyên và nếu phát hiện ra những sai trái của Bắc Kinh thì phải trừ khử cũng như là hành động gấp để ngăn chặn tận gốc thói hung hăng, ngang tàng của chính quyền ông Tập Cận Bình. Mục đích là để trả lại cho Biển Đông sự êm đềm như vốn nó đã từng có. Các chuyên gia cho rằng chắc chắn Biển Đông trong thời gian tới sẽ rất phức tạp, bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông về Tây Bắc Kinh theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Do lượng mưa liên tục và lũ lụt thượng nguồn ở các đoạn thuộc huyện Thanh Xu và Tất Niên của sông U Ma ở tỉnh Sơn Tây, nhiều bờ kè bị vỡ và nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Hôm thứ Năm, người dân lo ngại về một đợt xả lũ nguy hiểm từ hồ chứa phụ ở huyện Thất Tiên khiến thêm nhiều ngôi làng bị ngập lụt, khoảng gần 17.000 người ở 9 ngôi làng đã được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm. Theo một báo cáo khác, hôm thứ Năm tại Tấn Trung, Sơn Tây, do lượng mưa lớn liên tục, mực nước của hồ chứa sông Hàm Dương một lần nữa vượt qua mức cảnh báo và tràn sang các khu vực xung quanh, làm ngập lụt đất canh tác của địa phương và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân và tuyến đường sắt Nam thông phố.
Một video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy phần móng của tuyến đường sắt nhất định ở đoạn Thất Tiên của tuyến đường sắt Kim Trung Nam Thông Phố ở tỉnh Sơn Tây đã bị lũ cuốn trôi và hơn 10 mét đường ray bị treo lơ lửng trên không trung. Một đoàn tàu chở hàng đã phải dừng khẩn cấp. Người dân địa phương cho biết lũ cuốn trôi phần móng của đường sắt, chỉ còn lại đường ray và tà vẹt treo lơ lửng trên không, giống như một cây cầu xích, cảnh tượng rất nguy hiểm. Theo các báo cáo, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, mố cầu sông Trường Nguyên giữa Thất Tiên và Đông Quan trên tuyến Nam Thông Phố ở tỉnh Sơn Tây đã bị cuốn trôi. Một số cư dân mạng báo cáo rằng lưu vực sông Phần đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa. Tôi thực sự sắp khóc. Trận mưa xối xả ở quê tôi thực sự đã gây ra thiệt hại nặng nề. Lấy gia đình tôi làm ví dụ, cánh đồng rau của nông dân đã bị sông Phần tràn ngập. Trên đường trở về Bắc Kinh, tôi đã nhìn thấy rằng nhà kính hai bên quốc lộ đã bị ngập, tất cả bị ngập rồi. Bố mẹ tôi vẫn ở ngôi nhà cũ và sân cũng bị sạt lở rồi. Ngoài ra, nước ở sông Phần đã lan rộng ra khắp một vùng rộng lớn. Khi chúng tôi xuống cầu thang vào buổi sáng, cửa tòa nhà đã đầy nước, ngập khoảng 1/3 diện tích lốp ô tô. Vừa rồi gia đình tôi gọi điện, hiện tại nước ít nhất cũng đã ngập đến 1/2 lốp. Người đi bộ hay lái xe hoàn toàn không thể. Tóm lại là rất nghiêm trọng, nhưng mấy ngày nay ở nhà chỉ thấy thiên tai xảy ra, hoàn toàn không thấy chính quyền có hành động gì. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, hôm thứ Sáu do lượng mưa gần đây nên dòng chính và các nhánh của lưu vực sông Phần đã dâng cao đáng kể. Ước tính vào khoảng 7 giờ sáng thứ Sáu, đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 40 năm qua đã tràn vào huyện Tân Cương, thành phố Vận Thành. Sáng sớm thứ Sáu, người dân làng Phấn Hà ở Lục Lương cũng sơ tán qua đêm. Thưa quý vị, vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai, huyện Trấn Bình, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã hứng chịu một trận lũ lụt nghiêm trọng. Truyền thông chính thức cho rằng đây là trận lụt ngàn năm có một, tuy nhiên lượng mưa ở huyện Trấn Bình chỉ là khoảng 120mm. Các hồ chứa ở thượng nguồn đều đang trong tình trạng vượt mức nước giới hạn lũ. Lũ không lên từ từ mà xuống đột ngột, cư dân mạng đặt câu hỏi hồ chứa nước An Khang có thể lại bí mật xả lũ vào nửa đêm. Theo truyền thông địa phương đưa tin, cùng ngày tại đoạn sông Nam Giang thuộc huyện Trấn Bình, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, mực nước cao nhất vượt 883m, lưu lượng lớn nhất vượt 2.200m³ trên giây. Độ sâu của nước ở các khu vực trũng thấp ở phố Tiểu Tâm và Thạch Tử Bình ở quận Lỵ là hơn 1.5m. Theo các báo cáo, huyện An Khang đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng mưa lớn. Lượng mưa tại 3 trạm quan trắc ở Trấn Bình đều vượt quá 120mm và lượng mưa lớn nhất được ghi nhận là 139,8mm ở Trấn Bình. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng hai hồ chứa lớn ở thượng nguồn, hồ chứa An Khang và hồ chứa Thạch Tuyền đang hoạt động vượt mức giới hạn lũ. Mực nước thượng lưu của hồ chứa An Khang là 326,47m, mực nước vượt mức đảm bảo là 1,47m, lưu lượng vào là 11.308m³ trên giây, lưu lượng ra là 7.748m³ trên giây. Cư dân mạng đặt câu hỏi, nếu xả lũ bình thường thì lũ không lên đột ngột mà lên từ từ. Lần này lũ về bất ngờ vào lúc nửa đêm, nhiều con đường bị cuốn trôi, nhà cửa ở các thị trấn làng mạc bị cuốn trôi, nhưng các nhà chức trách đã không đề cập đến bất kỳ trận lũ quét nào cả. Nhiều khả năng các hồ chứa An Khang và Thạch Tuyền ở thượng nguồn gặp nguy hiểm, phải dốc toàn lực xả lũ, nhưng người dân vùng hạ lưu không được thông báo trước. Các phương tiện truyền thông chính thức cũng đăng tải hình ảnh xả lũ từ hồ chứa. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, 7 ngôi nhà ở huyện Trấn Bình bị sập. Đường điện và thông tin liên lạc ở thị trấn Thượng Hải và thị trấn Thủ Thư bị gián đoạn. Thông tin liên lạc ở thị trấn Tử Dương Đông Mẫu bị gián đoạn và điện ở 7 ngôi làng bị cắt. Trong một ngôi làng, hai con đường bị sập, 16.310 người trong 6.873 hộ gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn. Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường quốc lộ G541 và quốc lộ S225 bị cuốn trôi hoàn toàn, thậm chí 3 máy xúc và 3 máy trộn đậu trên quốc lộ cũng bị lũ cuốn trôi. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ lụt bùng phát ở quận Trấn Bình, thành phố An Khang vào ban đêm, nước tràn vào qua bờ kè sông và các thị trấn và làng mạc. Nhiều nơi, khu vực đô thị của quận Trấn Bình, nước đã ngập sâu hơn 1.5m nước. Nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, giao thông bị gián đoạn, những ngôi nhà ở vùng trũng thấp bị ngập. Trong video, đường biến thành sông, khó phân biệt đâu là sông, đâu là phố. Ô tô và thậm chí cả máy xúc bị trôi xuống sông, nhiều ngôi nhà bị nước lũ phá hủy.
Quý vị thân mến, nhiều tỉnh ở Trung Quốc đại lục hứng chịu mưa lớn, hơn 20 tuyến đường cao tốc và 25 quốc lộ trên cả nước bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Năm trạm ở lưu vực sông Dương Tử nước dâng vượt mức cảnh báo. Người dân ở huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam từng bị bao vây bởi lũ lụt và một con phố ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngập sâu hơn 2 mét. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, từ 8 giờ tối thứ ba đến 8 giờ tối thứ tư, phía Tây và Nam Quảng Tây, phần lớn Quảng Đông, Đông Nam Giang Tây, phần lớn Phúc Kiến, trung tâm Quý Châu, Đông Nam Vân Nam và lưu vực phía Tây Tứ Xuyên và những nơi khác khu vực có mưa to đến rất to, trong đó có mưa to ở Trung và Tây Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Đông và Tây Nam Phúc Kiến. Theo nhật báo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 20 đường cao tốc và 21 quốc lộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối thứ ba, tổng cộng có 5 trạm trong lưu vực sông Dương Tử vượt quá mức nước cảnh báo là từ 0,4 đến 1 mét. Các trạm vượt mức cảnh báo chủ yếu phân bố ở sông Tương Giang thuộc hệ thống nước Hồ Động Đình, sông Cám Giang ở các nhánh khác của hệ thống nước Hồ Po Giang. Theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn, trong 2 ngày thứ 5 và thứ 6, phía đông nam hệ thống nước Hồ Bà Dương có mưa to, mưa lớn trên diện rộng. Ngày thứ 7 đến thứ 2 tới, lưu vực sông Dương Tử sẽ có mưa vừa đến mưa to từ tây bắc đến đông nam, Hồ Động Đình, hệ thống nước Hồ Bà Dương và dòng chính của trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Gia Lăng và sông Ngô Giang nước sẽ dâng cao. Dòng chính của thượng nguồn sông Tương Giang sẽ trải qua lũ lớn vượt mức cảnh báo, dự kiến sẽ vượt quá phạm vi cảnh báo khoảng 1,5 mét. Và một số nhánh của hệ thống nước Hồ Bà Dương có thể hứng chịu lũ rất lớn. Ủy ban sông Dương Tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một phản ứng khẩn cấp cấp 4 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán đã được đưa ra. Ngoài ra, huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam bị mưa lớn vào hôm thứ Hai, thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều cây cối bị gãy đổ, cột điện và lan can bị hư hỏng. Những cư dân gần bệnh viện Đồng Tế ở thị trấn Liên Thành, huyện Quảng Nam bị lũ bao vây, trong đó có 5 người lớn và 3 trẻ em. Tầng 1 của căn hộ bị ngập nước, cả gia đình 5 người phải rút lên trú ẩn trên tầng 2 trước khi được chuyển đi. Sau trận mưa lớn ở huyện Ninh Viễn, Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam vào ngày 10, khu vực đường phố bị ngập lụt nghiêm trọng. Anh Trang, một thương gia gần đường Thủy Sư, huyện Ninh Nguyên, cho biết vào khoảng 8 giờ sáng thứ ba, cửa hàng của anh bị ngập nước, chỗ ngập sâu nhất trong cửa hàng là hơn 1 mét. Anh Trang nói rằng người dân đã câu cá trên đường phố vào ban ngày, có thể cá do người dân nuôi trong ao cá hoặc chợ nông sản bị nước cuốn trôi ra đường. Anh Jiang cũng cho biết trưa thứ ba, cửa hàng của anh ngập sâu nhất hơn 2 mét, nhiều phụ kiện như sạc dự phòng, sạc, pin, ốp, điện thoại vẫn chưa được chuyển đi. Anh cho biết mở cửa hàng hơn chục năm nay, nhiều lần gặp thiên tai nhưng lần này nước lên nhanh quá. Kính thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Định thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, trận động đất đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, 26 người mất liên lạc và hơn 70 người bị thương. Một số người tiết lộ rằng cảnh báo động đất chính thức nhận được chỉ một phút trước khi động đất địa phương xảy ra. Đáng nói nhất là khi họ đi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị nhân viên phòng chống dịch hoặc quản lý tòa nhà ngăn cản. Trong khi đó, động đất chạy tán loạn sau khi có điểm báo động đất khiến người dân than thở rằng người chẳng bằng cả chó mèo. Ngoài ra, việc chính thức bác bỏ tin đồn vào cuối tháng trước rằng sẽ có một trận động đất lớn sau hạn hán đã một lần nữa làm dấy lên các cuộc thảo luận bên ngoài. Nhân dân Nhật Báo đưa tin vào lúc 12 giờ 52 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Ma Tây, huyện Lô Định, thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tâm chấn là 16 km. Tính đến 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, trận động đất đã làm ít nhất 64 người thiệt mạng, 26 người mất liên lạc và hơn 70 người bị thương. Tuy nhiên, phần lớn mọi người nghi ngờ rằng con số thương vong tại địa phương vượt xa số liệu chính thức. Nhật báo đô thị Phương Nam đưa tin rằng nhiều người dân ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã chia sẻ về trận động đất và tin tức gần đó trên mạng xã hội. Một trong những ảnh chụp màn hình cảnh báo của cư dân mạng Trùng Khánh cho thấy 64 giây sau, sóng biến dạng của trận động đất đã đến quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh với tâm chấn ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, cường độ cảnh báo là 6,4 độ và chấn động mạnh. Nguồn đưa ra thông tin là Trung tâm Dự báo Động đất Đại lục thuộc Viện Nghiên cứu Giảm nhẹ Thiên tai Công nghệ cao Thành đô.
Nói cách khác, một phút trước trận động đất, người dân địa phương mới nhận được cảnh báo động đất. Trước đó một ngày, trước trận động đất trên bầu trời ở Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên xuất hiện một số lượng lớn rơi, chúng bay dày đặc trên bầu trời đêm. Khi đó, nhiều người cho rằng đó là dị tượng trước khi động đất xảy ra. Ngoài ra, Internet cũng đưa tin video quay cảnh cấu trúc địa phương di chuyển trước trận động đất. Đợt mưa vừa qua ảnh hưởng đến tỉnh Sơn Tây, về cơ bản đã kết thúc. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán đã quyết định chấm dứt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 của tỉnh vào lúc 16 giờ hôm Chủ nhật. Tại sao trận lụt này đã ảnh hưởng đến gần 1,76 triệu người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng hơn 5 tỷ nhân dân tệ lại mạnh mẽ như vậy? Làm thế nào để ngăn chặn bi kịch xảy ra một lần nữa trong tương lai? Chính phủ Trung Quốc đang làm gì trong việc chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai? Mời quý vị nghe phóng viên của chúng tôi phỏng vấn độc quyền Wang Weilu, một chuyên gia về thủy lợi sống ở Đức. Vừa qua, ở Sơn Tây đã xảy ra một trận lũ mùa thu mạnh nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Lượng mưa trung bình đạt 139,5mm. Tỉnh Sơn Tây nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ, tại sao lại có lượng mưa bất thường như vậy? Ông Wang Weilu cho biết đây là lượng mưa lớn nhất trong khoảng thời gian này trong lịch sử, lượng mưa lớn nhất có hạn, không thể nói là nghìn năm mới có một lần hay trận lụt lớn nhất trong lịch sử. Nó đề cập đến khoảng thời gian trong tháng này là giá trị cao nhất trong lịch sử. Nói đúng hơn là trong lịch sử Sơn Tây chưa có lượng mưa lớn như vậy. Lượng mưa ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề của gió mùa, tập trung vào cuối mùa xuân, mùa hè và đầu mùa thu. Mùa khô dần dần bước vào sau mùa thu là một quy luật như vậy. Nhưng đây chỉ là một bản tóm tắt quan điểm lâu đời của con người về thế giới tự nhiên. Phải chăng thiên nhiên không có lượng mưa lớn vào mùa đông? Cũng không phải là không có. Sẽ có mưa lớn ở lưu vực sông Dương Tử vào tháng này. Có hai trận lụt lớn vào mùa hè năm nay và năm 1860. Khi mô tả thế giới tự nhiên, chúng ta quá chú trọng đến giá trị trung bình mà thường không chú ý đến độ lệch rất lớn. Mức trung bình của nó giống như tiền lương ở Trung Quốc. Bạn đã nói mức trung bình là gì, nhưng thu nhập của anh ấy có thể bằng Jack Ma. Độ lệch lượng mưa của Trung Quốc tương đối lớn so với các nước trên thế giới. Thế giới tự nhiên không lặp lại theo con số thống kê trung bình của con người. Một số người nói rằng do sự nóng lên toàn cầu, toàn bộ vành đai mưa của Trung Quốc đã di chuyển về phía Bắc và gần đây đã có nhiều trận mưa cực lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Wang Weilu cho biết mọi người có thể cho rằng đây là một loại biến đổi khí hậu. Đối với Trung Quốc, biến đổi khí hậu là hiện tượng mưa lớn cục bộ thường xuyên xảy ra. Đây chỉ là suy đoán và người ta chưa thể sử dụng mô hình để dự đoán lặp đi lặp lại hoặc chắc chắn. Đánh giá về sự phân bố lượng mưa ở Trung Quốc trong hai thập kỷ qua, lượng mưa ở khu vực phía Bắc đã tăng khoảng 10% đến 20%, trong khi lượng mưa ở khu vực phía Nam giảm gần 10%. Kể từ khi dự án Tam Hiệp hoạt động, các nhà khoa học của NASA tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng lượng mưa ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã giảm và lượng mưa ở dãy núi Kinling và hành lang Hesi đã tăng lên. Các nhà khoa học Trung Quốc đã từng đưa ra nhận định này, đó là quan sát hồ chứa Đan Giang Khẩu. Khi hồ chứa Đan Giang Khẩu hình thành, lượng mưa ở khu vực hồ chứa giảm, trong khi lượng mưa ở các khu vực khác lại tăng lên. Về tác động sau khi hình thành hồ Tam Hiệp, Trung Quốc có quan sát và không báo cáo. Tôi nghĩ có khả năng là như vậy vì cố gắng không nói ra ảnh hưởng hay sự thay đổi của nó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không chắc liệu sự gia tăng lượng mưa ở miền Bắc Trung Quốc có liên quan gì đến việc điều chỉnh thời tiết nhân tạo của Trung Quốc hay không. Vùng mưa chia cắt, đê điều hư hỏng, thông tin chậm trễ, chống lũ thiếu tổ chức. Khoảng 1,76 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Sơn Tây lần này. 15 người chết, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 3,5 triệu hectare, thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 5 tỷ nhân dân tệ. Các vụ vỡ kè và dòng chảy ngược xảy ra ở các khu vực dọc theo sông Uma, sông Tương Vũ, sông Phần và sông Siao. Tại sao những hiện tượng này xảy ra? Wang Weilu cho biết, lượng mưa ở Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Sơn Tây mà bao trùm một phạm vi rộng. Từ Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây đến Cam Túc, bao gồm cả Tứ Xuyên và Hồ Bắc, đây là khu vực mưa nhiều. Ví dụ, một chiếc xe buýt đi làm ở Hà Bắc bị lũ cuốn trôi xuống sông, một ngôi nhà làm ở Cam Túc bị chôn vùi do lở đất do mưa lớn. Bộ ứng phó khẩn cấp hiện tại của Trung Quốc cố tình tách các thảm họa lũ lụt ở các khu vực mưa lớn và nói về nó theo từng tỉnh. 15 người chết ở tỉnh Sơn Tây, đó là một tai nạn nhỏ, ít hơn 30 người chết. Nếu cộng số nạn nhân ở Hà Bắc, Cam Túc, Hà Nam và Thiểm Tây thì đó là một thiệt hại lớn. Trận lụt ở quận Vệ Nam, Thiểm Tây và trận lũ lớn nhất mà hồ chứa Tam Môn Hạ không chảy qua ở Sơn Tây, mực nước cao nhất của hồ chứa Đan Giang Khẩu, lưu lượng lũ lớn nhất của sông Hán và lũ thứ nhất của sông Gia Lăng không ở Sơn Tây. Tại sao trận lũ xảy ra không được báo cáo chính thức?
đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Các báo cáo sớm nhất về lũ lụt ở Hà Nam đến từ các báo cáo trên WeChat. Tuy nhiên, thông tin về lũ lụt ở Sơn Tây rất không đầy đủ và chất lượng của các báo cáo cũng rất kém. Hệ thống nước ở Sơn Tây được chia thành hai hệ thống nước lớn. Nửa phía đông là lưu vực sông Hải Hà, nửa phía tây là lưu vực sông Hoàng Hà. Con sông lớn nhất ở Sơn Tây là sông Phần, là một con sông lớn của Hoàng Hà. Hồ chứa lớn nhất trên sông Phấn Hà là hồ chứa Phấn Hà với sức chứa hơn 700 triệu mét khối, được thiết kế bởi các chuyên gia Liên Xô vào năm 1958 và hoàn thành trong vòng chưa đầy một năm. Sau khi hồ chứa Bản Kiều bị vỡ vào năm 1975, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát các đập hồ chứa để xem liệu có hồ chứa nguy hiểm nào khác không. Trong đó, hồ chứa Phấn Hà nằm trong danh sách do bị bồi lắng nặng. Hơn một nửa dung tích chứa của sông Phần hiện nay là do phù sa bồi lấp, hầu như không có tác dụng gì trong việc chống lũ. Ngay khi sông Phần bắt đầu xả lũ, tất cả các hồ chứa nhỏ ở tỉnh Sơn Tây đều phải xả nước mà không cần cảnh báo. Vậy tại sao các bờ kè ở tỉnh Sơn Tây lại bị dễ cuốn trôi như vậy? Wang Weilu cho biết, thứ nhất, chính phủ Trung Quốc dường như đã thay đổi hoàn toàn chính sách kiểm soát lũ lụt kể từ năm 2013, thay thế các hồ chứa nước trước đây bằng các thành phố bọt biển. Nếu muốn giữ nước tại chỗ và biến thành tài nguyên nước thì việc đầu tư kè sông sẽ ít hơn. Những gì người xưa để lại là dựa vào kè sông để ngăn lũ. Điều kiện tiên quyết kỹ thuật quan trọng nhất là đê sông cần được tu sửa hàng năm. Tỉnh Sơn Tây bỏ bê việc sửa chữa bờ kè sông vì không có tiền, vì tiền được dùng để xây dựng một thành phố bọt biển. Thứ hai, các kè sông ở Trung Quốc trước đây có thể chống lũ chung nhưng không thể chống lũ do các hồ chứa xả ra vì vận tốc dòng chảy của chúng cao và động năng của nó bằng bình phương vận tốc dòng chảy. Thứ ba, cơ chế kiểm soát lũ lụt hiện tại của Trung Quốc chưa được tổ chức và toàn bộ dòng sông chưa được tổ chức để phòng ngừa và ngăn chặn lũ lụt. Chưa thấy tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo trung ương nào ra tiền tuyến chỉ huy hay quân giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang chống lũ. Chúng tôi chỉ thấy người dân ở đó phòng chống lũ lụt, họ không biết làm thế nào để tự làm điều đó. Điều quan trọng nhất là kiểm soát lũ đòi hỏi phải hiểu rõ về lưu lượng nước ở thượng nguồn và điều kiện lũ ở thượng nguồn. Một là dựa vào các hướng dẫn nội bộ và hai là dựa vào các bản tin của các phương tiện truyền thông đại chúng. Khi trận lụt xảy ra ở Sơn Tây, tôi không thấy bất kỳ báo cáo nào từ các phương tiện truyền thông chính thức của địa phương và trung ương ở Sơn Tây và cũng không có nhiều báo cáo từ công chúng. Điều này khá lộn xộn, những người ở hạ lưu không biết tình hình ở thượng nguồn. Các nạn nhân lũ lụt ở Sơn Tây nói với tôi rằng gần 1.000 dân làng đã đi xây dựng tuyến phòng thủ nhưng họ vẫn không thể chống chọi với lũ lụt. Wang Weilu nói, mọi người dân ở đó không biết rằng đó là lũ lụt và động năng là bình phương của khối lượng nhân với vận tốc. Tốc độ xả lũ cực nhanh, không xuống dưới dạng sóng thông thường mà dưới dạng sóng đứng, lực tác động đặc biệt mạnh. Nếu những người bình thường không hiểu, thực sự không thể ngăn chặn nó và không có công cụ kiểm soát lũ lụt hiện đại. Trước đây, bao cát được sử dụng, nhưng hiện nay thiết bị của Bộ Kỹ thuật Trung Quốc đã được sử dụng. Thường dân không biết khi nào nên rút lui và khi nào nên phòng thủ. Mỗi ngôi làng tự cứu mình bên dòng sông trong sự hỗn loạn. Nhưng kè sông là một hệ thống, cứu trợ thiên tai như thế này thì lũ nhỏ sẽ thành đại họa. Hơn nữa, đặc biệt là trong xây dựng đô thị và nông thôn của Trung Quốc, vai trò kiểm soát lũ hoàn toàn không được coi trọng. Tỉnh Sơn Tây nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ, địa chất đặc biệt lỏng lẻo. Vì sao lũ xảy ra mà sau một tuần mới gây được sự chú ý của dư luận cả nước? Wang Weilu cho biết, ông đã viết một bài báo khoảng 20 hoặc 30 năm trước, hệ thống kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đánh giá mức độ nghiêm trọng của lũ lụt như thế nào. Lãnh đạo chú ý thì lũ lớn, lãnh đạo không chú ý thì lũ nhỏ. Trận lụt năm 1998 rất lớn bởi vì Giang Trạch Dân và các nhà lãnh đạo khác đang ở tiền tuyến và đoàn báo chí Trung ương đi theo sự lãnh đạo của Trung ương. Năm 1999, lưu vực sông Dương Tử cũng xảy ra đại hồng thủy. Vũ Hán mực nước cao nhất là vào năm 1954, lần thứ hai là năm 1998, lần thứ ba là năm 1999. Không ai biết bởi vì các nhà lãnh đạo không trả tiền chú ý. Bây giờ lãnh đạo Trung ương không quan tâm lắm và các biện pháp chống lũ đưa ra đã khác xưa. Họ áp dụng hệ thống trưởng sông, trưởng hồ, cử đoàn kiểm tra, tổ công tác xuống âm thầm theo dõi cách làm của chính quyền địa phương và giám sát những người bên dưới. Vì vậy, mọi người không nhìn thấy thông tin này. Thứ hai, chính quyền đã quy định không được dùng vốn tư nhân để đưa tin và thiên tai lũ lụt có được tính là tin tức không? Vì các phương tiện truyền thông cũng không được phép đưa tin về lũ lụt. Một kênh thông tin bị cắt và lũ lụt càng hoành hành hơn.
Điều này không tốt cho việc chống lũ, nhưng lại tốt cho việc tuyên dương thành tích chống lũ. Tính đến thứ Ba vừa qua, tổng số 1.783 di tích văn hóa ở tỉnh Sơn Tây bị dột mái, nứt và sập tường, nền móng và các tòa nhà bị sập ở các mức độ khác nhau. Làm thế nào chúng ta nên bảo vệ tốt hơn các di tích văn hóa trong lũ lụt? Wang Guilu cho biết có rất nhiều di tích văn hóa cổ đại ở Sơn Tây, đó là sự thật, nhưng Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhiều hơn đến tài nguyên đỏ trong bài phát biểu của mình cách đây vài ngày. Tỉnh Sơn Tây có nhiều tài nguyên đỏ hơn, bao gồm Bộ Chỉ huy Cách mạng, Đông Nam Sơn Tây và trụ sở của Quân đoàn 8. Chúng tôi đã đi khắp vùng Đông Nam Sơn Tây vào thời điểm đó và chúng tôi đến một ngôi làng mà tất cả dân làng đều là những cựu Hồng quân tham gia cách mạng năm 1938. Khi tôi sang đó năm 1982, các cán bộ cũ lúc đó tình cờ được phục chức. Từ Nghi Thủy đến kênh đào Hồng Kỳ ở tỉnh Sơn Tây có tài nguyên du lịch màu đỏ tốt hơn các di tích văn hóa. Bản thân người Sơn Tây cũng tự hào về điều này. Về trận lũ lụt ở Sơn Tây, điều ông quan tâm nhất hiện nay là gì? Wang Guilu nói, tôi không biết có những biện pháp cụ thể nào để kiểm soát hạn hán và lũ lụt tổng thể của Sơn Tây, có vẻ như không có biện pháp cụ thể nào. Trước đây mỗi tỉnh đều có kế hoạch. Điều ông quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để giải quyết cuộc sống của 1,75 triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng của lũ lụt lần này. Ông đã từng xếp hàng từ Hàng Châu đến Hắc Long Giang, đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm Hồ Thiên tháng 8 tuyết rơi. Đêm ở phương Bắc tháng 10 rất lạnh. Quỹ cứu trợ thiên tai từ chính quyền trung ương dường như chưa đến 100 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp phân bổ 80 triệu nhân dân tệ trong quỹ trợ cấp cứu trợ thiên tai và thứ ba được phân bổ đều cho dân số bị ảnh hưởng với thu nhập bình quân đầu người dưới 40 nhân dân tệ. Cho dù chính phủ Trung Quốc có nghèo đến đâu, bạn không thể chỉ nhận các quỹ cứu trợ thiên tai như thế này. Đây không phải là cứu trợ thiên tai, đây là giết người, người sẽ chết cóng. Bạn không thể để những người dân thường ở Sơn Tây nghĩ về những người chết cóng ở Hồ Trường Tân. Họ cũng có thể đứng trên chiến trường. Nếu họ không thể chịu đựng được, họ sẽ đóng băng xuống đất. Các hoàng đế trước đây cũng rất coi trọng việc hóa giải thiên tai. Nếu như chủ nhà nấu cháo loãng quá, cắm đũa vào để rót thì sẽ bị chém đầu. Do đó, điều chúng ta quan tâm bây giờ không phải là thảm họa ở Sơn Tây xảy ra như thế nào, mà là 1,75 triệu nạn nhân sống sót qua mùa đông tới như thế nào, làm sao có thức ăn, làm sao có chỗ ngủ. Tối ngày hôm qua, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán, cũng như cư dân mạng cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 1 trong năm nay đã hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục, đột nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống tháp truyền hình Minh Châu phương Đông của Thượng Hải. Một nửa bầu trời đều sáng lên. Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 17 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số chuyến tàu chạy với tốc độ hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình Oriental Pier. Xung quanh nó có nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm sét rất lớn. Đối với sự việc này, cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Các nơi quan trọng đã bị sét đánh, đây là một điểm không hay cho đảng. Sét ngày càng đánh vào nhiều điểm quan trọng, liệu mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải? Một số cư dân mạng cho rằng mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rối ở Hồng Kông sẽ có dị tượng xuất hiện ở đại lục. Lần trước Bắc Kinh mở hội nghị âm mưu ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đang ban ngày trời bỗng tối đen như mực, mưa bão gió rít. Hôm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jimmy Lai, Annette Cho và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu phương Đông ở Thượng Hải đã bị sét đánh mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc phương Đông. Thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược ắt sẽ gặp báo ứng. Vừa qua, trận lũ số 1 trong năm 2023 đã được hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Ủy ban Kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, vào lúc 8 giờ 7 phút, một đỉnh lũ với lưu lượng chảy 2.500 mét khối trên giây đã xuất hiện tại trạm thủy văn đường Nãi Hợi trên thượng lưu sông Hoàng Hà. Đây là trận lũ thứ nhất của sông Hoàng Hà trong năm nay.
Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong 2 ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to cục bộ hoặc mưa to ở khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc, Nội Mông, Bắc Trung Quốc, Bắc Hoàng Hoài và Đông Bắc Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy sẽ là 70-120mm, ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác là 150-200mm, kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa 30-50mm, miền Nam Thiểm Tây, miền Nam Cam Túc và địa phương Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc 80-100mm, còn có thể xuất hiện dông và gió giật hoặc thời tiết đối lưu khắc nghiệt như mưa đá. Sông Hoàng Hà dâng cao, lũ kéo tới tận sông Tiền Đường, Phượng Hoàng Cổ Trấn ngập trong biển nước. Kể từ đầu tháng này, những cơn mưa xối xả ở Trung Quốc đã gây nguy hại cho hàng chục triệu người dân. Trong vài tuần gần đây đã ghi nhận ít nhất 88 người thiệt mạng. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh cho những cơn mưa lớn. Hiện nay, cơn lũ đã quét tới sông Tiền Đường. Theo China News Service đưa tin, Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang cho biết vào lúc 3 giờ 35 phút chiều, mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lan Khê, thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28m. Chính quyền thông báo rằng trận lụt số 1 ở sông Tiền Đường trong năm nay đã xuất hiện. Địa phương đã khởi động mức độ ứng phó phòng chống lụt bão khẩn cấp 4 lúc 10 giờ 30 phút tối. Phía chính quyền cho biết toàn tỉnh Chiết Giang có 20 hồ chứa lớn và vừa đã vượt mức giới hạn lũ, trong đó có 5 hồ chứa quy mô lớn là hồ chứa nước Khâm Thốn, huyện Tân Dương, Xin Trang, hồ chứa nước Nam Sơn, Nan San, thành phố Thạng Châu, Jeonju, hồ chứa nước Thang Phổ, Thang Phu, quận Thượng Ngu, Khang Yu, hồ chứa nước Đồng Sơn Nguyên, Thang San Yuan, thành phố Củ Châu và hồ chứa nước Thanh Sơn, quận Lâm An. Các trạm sông hồ chính có 21 trạm vượt mức nước cảnh báo, trong đó có một trạm vượt quá mực nước đảm bảo, đó là trạm Gia Hưng ở thị trấn Ô Chấn. Tính đến 4 giờ chiều cùng ngày, các hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Chiết Giang có tổng lượng trữ nước là 28.278 tỷ mét khối, tăng 3.804 tỷ mét khối kể từ khi bước vào mùa mưa. Lưu vực sông Hoàng Hà bước vào mùa lũ, hồ chứa tăng lượng xả lũ lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo lưu vực sông Dương Tử sẽ lại có mưa lớn, lưu vực sông Hoàng Hà sẽ bước vào mùa lũ. Ủy ban Tài nguyên nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi gần đây đã yêu cầu hồ chứa Tiểu Lãng Bể trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả lũ. Từ 8 giờ sáng, hồ chứa đã được xả với tốc độ 5.520 m khối trên giây. Chính quyền lại yêu cầu xả lũ mạnh để giảm dung lượng hồ chứa, đảm bảo trước mùa lũ phải giảm mực nước xuống dưới hạn mức cảnh báo lũ. Theo lời giải thích của ông Giang Ân Tuệ, Viện Phó Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi sông Hoàng Hà, kể từ khi vận hành hồ chứa Tiểu Lãng Đề kết hợp với việc khống chế lượng cát dưới hồ, lưu lượng dòng chảy tối thiểu của dòng sông chính là hạ lưu sông Hoàng Hà đã tăng dần từ 1.800 m khối trên giây lên 4.350 m khối trên giây, nhưng dần dần lớp cát bùn dưới lòng sông bị thô hóa nên tạo thành một lớp dày từ vài cm đến 10 cm, ảnh hưởng đến việc cải thiện khả năng của dòng chảy hạ lưu. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của những cơn mưa lớn ở Trung và Thượng Du sông Dương Tử, nên lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp tiếp tục tăng. Để giải phóng dung tích hồ chứa nhằm ứng phó với lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai, đập Tam Hiệp đã mở 2 cửa đập vào sáng thứ Sáu, gia tăng lưu lượng xả lũ. Đây là lần xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp trong năm nay. Tính đến 3 giờ chiều, mực nước của đập là 148,31m, sản nước ở mức 34.800 m khối trên giây, nhưng gần như không có khác biệt gì với mức 148,58m. Việc đập Tam Hiệp xả lũ dự kiến sẽ mang lại áp lực rất lớn cho nhiều thành phố ở khu vực hạ lưu. Vào lúc 8 giờ sáng, văn phòng thành phố Vũ Hán thông báo, qua theo dõi mực nước thực tế cho thấy, mực nước lúc 8 giờ sáng của trạm Hán Cầu trên sông Dương Tử đạt tới 25m, và trạm mực nước phòng lũ được thiết lập, thời gian chạm mức phòng lũ sớm hơn một ngày so với dự đoán. Ngoài ra, toàn bộ thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc nằm ở hạ lưu đập Tam Hiệp đã bị ngập nặng do lũ lụt tràn về. Ngoại giới cũng nghi ngờ rằng trận lũ này có liên quan đến vụ xả lũ khẩn cấp gần đây của đập Tam Hiệp. Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam biến thành biển nước. Trên thực tế, mưa bão ở Trung Quốc không ngừng mở rộng và bây giờ đã đến tỉnh Hồ Nam.
trong đó điểm du lịch nổi tiếng Phượng Hoàng cổ trấn bắt đầu mưa kể từ hôm thứ Sáu. Nhiều nơi trong nội thành đường biến thành sông, một số nơi cục bộ nước ngập ngang thắt lưng và xe cộ bị chết máy trên đường. Theo quan sát của chính quyền địa phương, từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm thứ Sáu, lượng mưa tích lũy ở trấn Đà Giang, huyện Phượng Hoàng đạt mức 219,5mm. Những con đường trong thành phố cổ tuyệt đẹp ở hai bên sông Đà Giang đã bị lũ nhấn chìm, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo các nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp địa phương, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối thứ Sáu, mưa lớn tập trung ở thị trấn Đà Giang, thị trấn Liêu Gia Kiều, thị trấn Vạn Vinh. Đài quan sát khí tượng Hồ Nam dự đoán từ thứ Bảy đến thứ Ba tuần tới sẽ có mưa vừa đến mưa to ở trung tâm và phía Bắc Hồ Nam. Cục bộ có mưa to và rất to, phía Đông Nam Hồ Nam trời nhiều mây, mưa rào nhỏ đến vừa hoặc mưa dông ở các khu vực khác. Vành đai mưa sẽ di chuyển đến Hoàng Hoài và Giao Hoài trong 10 ngày tới. Trần Đào, nhân viên dự báo cao cấp của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết đợt mưa này ảnh hưởng đến một khu vực rộng, thời gian mưa dài và cục bộ có lượng mưa lớn. Mưa bắt đầu từ Bồn Địa, Tứ Xuyên rồi di chuyển một mạch về phía đông. Hôm thứ Năm, lượng mưa ở An Huy, Giang Tô và các khu vực khác tăng đáng kể. Từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy, vành đai mưa chính dần bị đẩy xuống phía Nam đến phía Bắc của Giang Nam, cường độ mưa giảm mạnh. Tuy nhiên, một đợt mưa mới xuất hiện ở khu vực Giang Hán và Giang Hoài. Đây là vị trí chồng lấn với khu vực chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn vào cuối tháng trước, nên lượng mưa tích lũy sẽ cao hơn một lần đến hai lần so với trung bình hàng năm. Theo ước tính, trong 10 ngày tới, vành đai mưa chính sẽ chủ yếu nằm ở khu vực Bồn Địa, Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và phía Bắc Giang Nam. Dự kiến sáng ngày thứ Bảy đến sáng ngày Chủ nhật sẽ có mưa to cục bộ ở khu vực Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Đông Bắc, Phúc Kiến và Chiết Giang. Trong đó, phía Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang sẽ có mưa rất to, 100-140mm. Ngoài ra, một vài nơi còn có thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Tân Hoa Xã đưa tin thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu những cơn mưa lớn và có 13 đoạn đường bị ngập lụt. Cục khí tượng Vũ Hán đã dự báo mưa lớn sẽ vẫn xảy ra trong thời gian tới. Các nhà chức trách dự kiến sẽ có mưa to gần dòng chính của thượng nguồn sông Dương Tử trong một vài ngày tới. Đến giữa tháng này, một đợt lũ mới có thể xảy ra ở hồ chứa Tam Hiệp. Mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở khắp nơi trên toàn Trung Quốc. Theo giới chức, lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng ở 27 tỉnh của Trung Quốc với hơn 11 triệu người mất nhà cửa. Tuy nhiên, người dân địa phương còn nghi ngờ rằng chính quyền cũng đang bí mật xả nước trong hồ chứa đầy nước mưa, làm cho tình hình lũ lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng kể từ tháng này, mực nước của hơn 198 con sông tại nước này đã lên đến mức báo động, có nghĩa là các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời. Bộ này cũng cho biết mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao hơn mức cảnh báo trước đó, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Dự báo cho các khu vực này sẽ tiếp tục có nhiều mưa lớn hơn nữa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đăng một thông báo báo động màu vàng là mức báo động thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Điều đó có nghĩa là lượng mưa đã đạt tới 50mm trở lên trong vòng 7 giờ qua. Cụ thể, các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô cũng như Thượng Hải sẽ có mưa lớn trong 24 giờ tới. Đỉnh điểm lượng mưa có thể đạt tới 200mm. Nghi Sương là thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc đã bị lũ lụt nghiêm trọng vào cuối tháng này do lượng mưa lớn. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử, kể từ giữa tháng này, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn làm đầy hồ chứa của con đập này. Người dân nói với The Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Zhang cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Sương năm nay? Ông cũng nói thêm rằng lượng nước dư thừa từ hồ chứa có thể gây khó khăn để nước mưa chảy ra sông Dương Tử, do đó gây ra lũ lụt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với The Epoch Times, ông Wang Weilu, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh khi phải đối mặt với rủi ro an toàn. Do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Đơn vị điều hành đập là Tập đoàn Đập Tam Hiệp Trung Quốc gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ hồ chứa.
Trong một thông báo mới đây, công ty này cho biết rằng vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, tất cả 82 tổ máy thuộc sở hữu của công ty chúng tôi tại các đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá đã được đưa vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên tất cả các tổ máy đều được đưa vào hoạt động trong năm nay. Để tạo ra nguồn điện cần xả nước từ con đập, Bao Giang Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Zhangde Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do con đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Cả công ty và phương tiện truyền thông nhà nước đều không đề cập đến nguy cơ lũ lụt do xả nước. Cho đến nay, giới chức chưa công bố số người tử vong. Tuần qua, Hồ Tai ở tỉnh Giang Tô lần đầu tiên bị ngập trong năm nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo rằng mực nước Hồ Tai sẽ tiếp tục tăng trong 2 ngày tới do mưa lớn. Cơ quan này dự đoán sông Hoài gần đó, trải dài có các tỉnh An Huy và Giang Tô có thể sẽ vỡ bờ. Giới chức cũng cho biết sông Ô Tô Lý ở phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, sông Đại Độ ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, sông Kỳ Thủy ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, sông Gia Lăng chảy qua Tứ Xuyên và Trùng Khánh, sông Ngô ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, sông Ran ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, sông Trương ở tỉnh An Huy và nhiều con sông khác đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miên Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Đến ngày hôm qua đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Wang là một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với The Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông lão bị thương khắp người. Chân ông ấy bị chảy máu. Cô Wang nói thêm rằng, khách sạn nơi cô ở không gửi cô bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước. Cô Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó, vào khoảng 7 giờ sáng. Nước ngập sâu phải tới 1,5 đến 1,7 mét, cô mô tả và cho biết các cấu trúc nhỏ của khách sạn đều đã bị trận lũ cuốn trôi đi mất. Hai ngày qua, mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 mét chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng thứ Tư, ông Chu cư trú tại làng Trung Sương, quận Y Lương, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài để kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và 4 đứa cháu trai, rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó, bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói, đến cuối đời, tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác. Bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Hôm thứ Tư, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Chiêu Thông, bao gồm Trấn Hùng, Y Lương, Vị Tân và các quận khác. Từ 11 giờ đêm thứ Ba đến sáng thứ Tư, lượng mưa đạt hơn 250mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 12 giờ tới sẽ có mưa lớn hơn tại các quận thuộc thành phố Chiêu Thông, bao gồm Chiêu Dương, Lục Điếm, Kiều Gia, Trần Hùng, Lương Y, Vị Tân Đại Quan, Diên Tân, Vĩnh Sơn. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Ngày hôm nay, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm, nước mưa tăng 8,24 mét. Hôm nay, ông Lưu cư trú tại thị trấn Ngưu Kỵ ở quận Y Lương cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua. Tầng 2 của hầu hết các tòa nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Lưu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị, dụng cụ thường dùng. Ông Du cư trú tại thị trấn Lạc Vương cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 2 mét. Ông Du cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Lạc Vương. Nước lũ ngập hết cả con đường, các cửa hàng bị thiệt hại lớn. Khoảng 50 chiếc xe ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 30 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Du cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt hôm thứ Tư do trận lụt. Hôm nay, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện.
Ông Chen cư trú tại quận Ngụy Tín, thành phố Châu Thông cho biết rằng nước sông ở Ngụy Tín chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và gia súc khác. Ông Chen nói Châu Thông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây, người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt, chính quyền yêu cầu chúng tôi tự cứu lấy mình. Nhưng bằng cách nào, tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thành phố Chiêu Thông trong năm nay. Vào giữa tháng trước, quận Diên Tân bị ngập lụt nặng. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pue chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất kỳ trường hợp tử vong nào. Thưa quý vị, trận mưa lớn gần đây ở miền Nam Trung Quốc vào thứ Sáu vừa qua, 14 con sông đã trải qua trận lũ lụt cực lớn. Nhà dân và đất canh tác ở huyện An Nguyên, tỉnh Giang Tây, Anh Đức, Thiểu Quan, Sán Vĩ cũng như các nơi ở Quảng Đông bị ngập lụt nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại nặng nề. Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo rằng từ 2 ngày qua mưa lớn đã đổ xuống ở phía Bắc Quảng Đông và miền Nam Phúc Kiến và 14 con sông ở miền Nam Trung Quốc đã trải qua lũ lụt vượt quá mức cảnh báo an toàn, mức tối đa vượt qua giới hạn cho phép là từ 0,9m đến 3,65m. Theo báo chí đưa tin, do mưa bão liên tục nhiều nơi ở Cám Châu, tỉnh Giang Tây, nước sông dâng cao vào sáng sớm thứ Bảy, đất nông nghiệp bị tàn phá do sạt lở đất, sạt lở đường và các thảm họa khác. Ao cá rộng 4 hectare bị mất trắng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 16,269 triệu nhân dân tệ. Hôm thứ Hai vừa qua, dân làng ở thị trấn Chế Đầu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, nói với chúng tôi rằng khu vực địa phương đã có mưa gần nửa tháng, nước sông dâng cao, đất canh tác bị ngập lụt, gà, vịt và các loại gia cầm khác bị chết, bị cuốn trôi, bị bùn đất vùi lấp. Ông Dê, một người dân ở thị trấn Chế Đầu, huyện An Nguyên, Cám Châu, Giang Tây nói, lũ lụt ở đây rất lớn và thiệt hại cũng rất lớn. Nhà cửa ngập trong nước và đồ đạc và các vật dụng đều bị ngập trong nước. Đồ dùng trong nhà không thể sử dụng được. Lũ lụt chuyện trước đây là vậy, nhưng không nghiêm trọng như năm nay. Sạt lở nhiều hơn. Bây giờ nước đã rút, trời không mưa nên điện nước đang được sửa chữa khắc phục. Theo thống kê của Cục Khí tượng Quảng Đông hôm thứ Bảy, hơn 30 thị trấn và đường phố trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa bão lớn trên 140mm, 132 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa bão từ 80mm đến 110mm và 160 thị trấn và đường phố ghi nhận mưa bão từ 50mm đến 70mm. Mưa rất lớn. Một đoạn video được đăng trên Internet cho thấy Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Các khu vực Anh Đức, Thiểu Quan, Sán Vĩ bị bao phủ bốn xung quanh là nước lũ, đường sắt bị tạm hoãn và ngừng hoạt động, vận chuyển bị hủy bỏ và đường cao tốc bị đóng cửa. Cư dân trong khu vực bị lũ lụt tiết lộ rằng một số khu vực trũng thấp ở khu vực thành thị đã bị ngập lụt vào ngày hôm đó và một số khu vực nông thôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà cửa và đất canh tác bị ngập lụt. Bà Ly, người dân Thiểu Quan, Quảng Đông, trận lũ vừa qua khá khủng khiếp, nước sông không rút mà tương đối đầy. Nước ở khu vực đô thị rút dần dần rồi bởi vì hôm qua mưa mới tạnh. Cô Quang, cư dân Anh Đức, Quảng Đông cho biết gia đình chúng tôi cũng sống bên sông và mực nước dâng rất cao. Hãy chú ý đến Anh Đức, những ngày này trời vẫn ổn và hôm nay trời không mưa. Cũng thời điểm này năm ngoái lũ lụt triền miên, một tháng sau Thiểu Quan xả lũ đến. Quý vị thân mến, trước thiên nhiên con người luôn nhỏ bé, trận đại hồng thủy vừa qua vẫn là cơn ác mộng đối với nhiều người. Kết quả là người dân phải di rời, nhiều gia đình vợ con ly tán. Nhưng trong thảm họa khổng lồ này cũng để lại nhiều câu chuyện cảm động. Vừa qua do mưa nhiều ngày liên tục, một trận lũ lụt thảm khốc đã xảy ra. Các con sông như sông Dương Tử và Hoàng Hà lần lượt vỡ bờ, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh. Cơn lũ hoành hành cuốn trôi nhà cửa của người dân. Đối mặt với những thảm họa như vậy, người dân không còn cách nào khác ngoài nhìn lũ lụt lan rộng. Một số tỉnh như Hắc Long Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây bị ảnh hưởng đặc biệt bởi lũ lụt thảm khốc. Vào thời điểm quan trọng như vậy, chính quyền cấp trên đã ngay lập tức ra lệnh cho quân đội giải phóng nhân dân đến khu vực thiên tai để hỗ trợ người dân. Khi quân đội giải phóng nhân dân đến khu vực bị lũ lụt, trái tim bồn chồn của mọi người dần bình tĩnh lại. Trước khi đến khu vực xảy ra lũ lụt, mặc dù biết rằng lũ lụt rất nghiêm trọng, nhưng khi đến hiện trường họ vẫn bị sốc trước cảnh tượng này. Toàn bộ bờ kè đã bị cuốn trôi, thành phố bị nhấn chìm và kế hoạch giải cứu đã được chuẩn bị giờ hoàn toàn vô dụng. Để ngăn lũ lụt lan rộng hơn, quân đội giải phóng nhân dân lần lượt mang theo bao cát, nhảy xuống nước không chút do dự và muốn dùng bao cát để xây đập tạm thời để ngăn lũ. Trong cơn lũ kéo dài, bóng dáng của quân giải phóng nhân dân thỉnh thoảng hiện ra rồi biến mất. Trước thiên tai to lớn như vậy, sức người quả thực quá yếu.
sau khi nhiều binh sĩ nhảy xuống nước, họ không bao giờ trồi lên nữa. Nhưng số chiến sĩ còn lại vẫn nhảy xuống nước lần lượt bỏ bao cát xuống để đắp bờ. Những người lính bảo vệ ngôi nhà của họ, bảo vệ đất nước của họ và biên giới đồn trú, và họ phải trải qua tất cả các loại huấn luyện gian khổ. Trước lũ lụt lại phải dùng máu thịt của mình đứng trước nhân dân, tình cảnh này sao có thể không động lòng người. Sau đó là cảnh cảm động, mọi người quỳ xuống và khóc, xin đừng nhảy, chúng tôi không muốn ngôi nhà nữa. Nhưng quân đội giải phóng nhân dân làm ngơ và tiếp tục nhảy xuống từng người một, chống lại dòng nước chảy xiết bằng cơ thể và bao cát của họ. Cuối cùng lũ lụt cũng đã được kiểm soát và mọi người đều cảm động rơi nước mắt. Sau trận lụt, người dân vùng thiên tai đã gửi lời chia buồn tới PLA, nhưng bọn họ một chút cũng không tiếp thu, thậm chí vì không muốn quấy rầy mọi người, muốn tránh thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ lặng lẽ di tản, nhưng về sau vẫn bị mọi người phát hiện. Thưa quý vị, gần đây vành đai mưa ở Trung Quốc đại lục đã di chuyển về phía Bắc và sông Hoàng Hà đã trải qua trận lũ thứ nhất của năm nay. Nam Dương, Chú Mạ Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu và những nơi khác ở Hà Nam bị mưa lớn, dự báo mới nhất cho thấy những nơi này vẫn sẽ có mưa lớn. Các video đăng trên Internet cho thấy lũ lụt ở những nơi này ở tỉnh Hà Nam đã nhấn chìm đường phố. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông đất đai tuần vừa qua, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã chỉ ra rằng dòng nước chảy vào Lan Châu trên sông Hoàng Hà tiếp tục tăng lên. Sông Hoàng Hà đạt 3.900 m3 mỗi giây. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hoàng Hà vào năm nay. Vào lúc 11 giờ hôm thứ Ba, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam lại đưa ra một cảnh báo mưa bão màu vàng khác. Dự kiến trong vòng 6 giờ tới, lượng mưa ở 5 khu vực là Nam Dương, Chúc Mạ Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu, Thượng Khâu, Bình Định Sơn và Hứa Xương sẽ đạt hơn 80mm ở phía đông. Một phần khác lượng mưa hơn 130mm kèm theo sấm sét và thời gian xảy ra mưa lớn ngắn, gió mạnh và các hiện tượng thời tiết khác. Từ 9 giờ sáng thứ Ba đến 12 giờ trưa thứ Tư, có mưa lớn cục bộ ở Chu Khẩu, Thượng Khâu, mưa lớn ở Bình Định Sơn, Lạc Hà và Nam Dương. Có hơn 20 trạm đo mưa với lượng mưa vượt quá 80mm và lượng mưa tối đa là 95,8mm ở Tế Trung, huyện Đan Thành, Chu Khẩu. Lượng mưa mỗi giờ tối đa là 61mm ở Gia Trang, huyện Đan Thành, Chu Khẩu. Các khu vực bị mưa bao phủ bao gồm Tế Viên, Trịnh Châu, Hứa Xương, Chu Khẩu, Nam Dương, Lạc Hà, Trúc Mạ Điếm và Thương Khẩu. Ngoài ra, Cục Quản lý Đô thị Trịnh Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra rằng Cục Khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn ở Trịnh Châu hôm thứ Ba và thứ Tư, và Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Đô thị Trịnh Châu đã đưa ra phản ứng kiểm soát lũ lụt cấp 2. Các video đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở Nam Dương, Chú Mạ Điếm, Lạc Hà, Chu Khẩu và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam, đường phố ngập rất sâu. Đường phố trở thành sông, ô tô đi trong nước nổi lênh bềnh như lái thuyền, nước sâu thậm chí còn ngập cả xe buýt. Mới đây, dân mạng ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc tố cáo chính quyền xả nước hồ chứa không báo trước, gây lũ lụt kinh hoàng tại hơn 14 thị trấn. Nhiều người chất vấn chính quyền Trung Quốc tại sao không coi người dân là người. Từ thứ Sáu tuần trước, trên các trang mạng của Trung Quốc không ngừng có dân mạng ở tỉnh Hồ Bắc đăng tin kêu gọi cứu trợ, nhưng các kênh truyền thông của chính quyền lại gần như không đưa tin về vụ xả nước này. Một dân mạng chất vấn, tại sao thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc xả nước mà không thông báo, toàn bộ mười mấy thị trấn đều bị ngập lụt. Một người khác cho biết xả nước hồ chứa không thông báo, lại còn phong tỏa thông tin, vật tư và nhân viên cứu trợ không có. Ngoài ra còn có nhiều chia sẻ khác như chính phủ không làm gì cả, xả nước không thông báo, mấy trăm nghìn người đang chịu nạn cần được cứu trợ khẩn cấp. Hôm thứ Sáu, cô Nghiêm, người dân bị nạn sống ở thị trấn Đà Thị, thành phố Thiên Môn, nói với chúng tôi rằng trên thực tế có đến 80% làng xã thị trấn ngập lụt, có thể có mười mấy thị trấn. Cũng có nhiều người chết và mất tích bởi vì hồ chứa nước của chúng tôi đều đã đầy và tràn ra ngoài. Chính phủ vì để bảo vệ thành phố sau đó đã xả nước xuống vùng nông thôn. Ông Đỗ, người dân bị nạn sống ở thành phố Thiên Môn cho hay, cố tình huống người già và trẻ con bị chết đuối, điều này không được chính quyền công bố ra ngoài. Hiện tại, tôi biết có 8 trường hợp như vậy, tôi còn chụp ảnh xả nước của ngày hôm đó đều bị họ xóa mất cả rồi. Tất cả mọi người đều nhắc đến xả nước mà không thông báo trước, không nhận được cứu trợ và bị phong tỏa thông tin, dẫn đến người dân phải chịu tổn thất nặng nề. Tình hình giống hệt như vụ xả nước kinh hoàng ở thành phố Hình Đài của tỉnh Hà Bắc trước đó. Điều đáng nói hơn nữa là phản ứng của chính quyền đối với vụ việc này đều giống nhau một cách lạ thường. Đối diện với chất vấn của người dân, chính quyền của thành phố Thiên Môn đã tổ chức buổi họp báo trả lời rằng vùng đồng bằng ở Thiên Môn không có bất cứ đập chứa nước và con sông nào xả nước cả, vậy nên không có tồn tại vấn đề xả nước không thông báo trước. Giới chức địa phương còn nhấn mạnh rằng cho đến nay không có ai thiệt mạng trong tai nạn hoặc xảy ra tình trạng vì cứu trợ không kịp mà dẫn đến tử vong.
Tuy chính quyền luôn phủ nhận nhưng báo cáo của truyền thông nhà nước trước đó lại có điểm mâu thuẫn. Tân Hoa Xã hôm thứ Năm đưa tin, bởi vì nước sông Hán Thủy tỉnh Hồ Bắc ở vị trí cao, đội phòng chống lũ của thành phố Thiên Môn chỉ huy vào lúc 10 giờ 30 phút ngày thứ Tư sẽ mở 4 cửa xả nước cùng lúc và vào hôm thứ Sáu sẽ mở thêm cửa xả nước ở tỉnh Hà Bắc lần nữa để tăng mạnh độ điều tiết nước. Ông Lý sống ở ngư trường Bạch Hồ, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cho biết, điều tiết nước lũ vào hôm thứ Sáu, thị trưởng đích thân đến hiện trường kêu mở mấy cửa xả, trong lòng tôi nói hỏng thật rồi. Người này chia sẻ xả nước trong suốt 4 ngày, tôi rất buồn và lo lắng. Chính quyền của thành phố Thiên Môn giải thích lý do là nước từ trên núi bất ngờ đổ xuống dẫn đến lũ lụt xảy ra trên diện rộng. Trong khi Nhân dân Nhật báo lại cho biết trận lũ hiếm thấy trong lịch sử đã dẫn đến tình trạng mực nước dâng cao nhanh chóng. Nước lũ tràn ra khiến cho gần 700.000 người dân thành phố Thiên Môn chịu nạn, khoảng 300.000 người đang bị mắc kẹt. Tuy nhiên, người dân địa phương lại nói rằng nước ngập Thiên Môn vốn không liên quan, không phải nước dâng lên bởi trời mưa, là nước do đập chứa nước Thanh Sơn tràn xuống đây. Ông Trần sống ở nông trường Tưởng Hồ, thành phố Thiên Môn nói. Bà Thái cho biết, chúng tôi là chịu nạn ngay trong ngày đẹp trời, không có ai thông báo chuyện di rời cả. Hôm thứ Bảy, ông Trần Lôi, Bộ trưởng Thủy lợi Quốc gia Trung Quốc, trong hội nghị tuyên bố rằng, trước khi hồ chứa xả nước cần phải cảnh báo trước cho người dân thời gian đủ để di rời khỏi nơi nguy hiểm. Cư dân mạng xôn xao chế giễu rằng, đã lòi đuôi chuột rồi, đã thừa nhận rồi. Ngày trước, các ông thường hay làm những chuyện như vậy, cũng chưa từng coi người dân ra gì cả. Những người dân chịu nạn bày tỏ với chúng tôi rằng nếu như không có Internet, sự thật chuyện nước ngập Thiên Môn có lẽ cũng sẽ bị che đậy mãi mãi. Thưa quý vị, trước trận ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, có người cho rằng trong đó có bóng dáng của công trình bã đậu phụ. Vậy trận lũ lụt này là thiên tai hay nhân họa? Theo báo cáo của giới truyền thông, mưa to suốt mấy ngày liền gây ngập lụt gần như hoàn toàn thành phố Vũ Hán. Nhiều xe cộ bị ngập đến một nửa, người dân phải che dù lội nước đi lại. Các trạm xe lửa, tàu điện ngầm đều đã đóng cửa. Ảnh chụp của người dân địa phương cho thấy đường phố toàn nước bùn ứ đọng màu vàng, trong trạm xe lửa cũng bị ngập úng trầm trọng. Còn tại trường Đại học Lý Công, Đại học Vũ Hán, Đại học Sư phạm Hoa Trung cũng như nhiều trường học khác đều bị vây trong biển nước. Nhiều trường học đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học, hủy các hoạt động ở trường. Theo Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc, mưa xối xả tập trung ở thành phố Vũ Hán và các khu vực xung quanh. Lượng mưa liên tục 7 ngày, từ ngày cuối tuần trước, lượng mưa đạt đến 780mm, chiếm 50% lượng mưa bình quân hàng năm của Vũ Hán, vượt quá xa cả mức 538mm của trận lũ năm 1998, phá kỷ lục lịch sử. Cục Phòng chống thiên tai quốc gia Trung Quốc cho hay, trận lũ ảnh hưởng đến khoảng 38 triệu dân, ít nhất 246 người thiệt mạng, 84 người mất tích, gần 120 con sông tại các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu đều có mực nước vượt quá báo động đỏ. Sau khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ngập lụt nghiêm trọng, có người quan sát phát hiện ác mộng của các công trình bã đậu phụ chỉ mới bắt đầu. Cụm từ bã đậu phụ xuất hiện trong buổi chất vấn lũ lụt năm 1998. Khi đó, ông Chu Dung Cơ, Thủ tướng Quốc vụ viện lúc bấy giờ đã chỉ trích nghiêm khắc, nói rằng đây là do những công trình bã đậu phụ. Dù cho sau trận lũ kinh hoàng năm 1998, Trung Quốc hàng năm đều tăng khoản tiền đầu tư vào hệ thống công trình thủy lợi, nhưng những công trình đê đập trọng yếu trên sông Trường Giang vẫn đứng trước nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2003, Trung Quốc đã đầu tư 70,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 250.000 tỷ Việt Nam đồng vào việc gia cố công trình đê đập ở vùng Trung và Hạ Du sông Trường Giang bắc qua 4 tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy. Từ năm 2006 đến năm 2010, Trung Quốc đã đầu tư hơn 700 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng lượng lớn các công trình thủy lợi ở nhánh sông Trường Giang, gồm các hồ chứa nước, hệ thống dẫn nước tưới tiêu. Từ năm 2011 đến năm 2015, Trung Quốc đã đầu tư hơn 1.800 tỷ nhân dân tệ, khoảng 6 triệu tỷ Việt Nam đồng cho các công trình thủy lợi. Ông Ất Chí Danh, người có thâm niên trong giới truyền thông, đã có bài viết chất vấn trên trang hk.on.cc rằng chỉ tính riêng Hồ Bắc, trong việc phòng chống lũ lụt trên sông Trường Giang suốt gần 30 năm qua, số tiền đầu tư vào các công trình thủy lợi đã lên đến gần 150 tỷ nhân dân tệ. Như vậy, có bao nhiêu nguồn vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi bị bỏ vào túi riêng?
Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã có 10 quan chức thủy lợi cấp phòng hoặc cấp cao bị bắt. Ngoài ra, tỉnh Giang Tây còn điều tra ra Bùi Văn Xuân, cục trưởng cục thủy lợi thành phố Cửu Giang dẫn đầu vụ án tham nhũng trong các hệ thống công trình thủy lợi. Tổng cộng có 158 người liên quan đến vụ việc, thu về hơn 76 triệu nhân dân tệ, khoảng 250 tỷ Việt Nam đồng. Kính thưa quý vị, Trung Quốc thời gian gần đây đã trải qua nạn lụt nghiêm trọng, khiến hàng chục triệu người lâm nguy. Theo một câu nói của ông Lý Khắc Cường, nguyên nhân của thảm họa này không phải do ông trời. Mưa lớn liên tục ở nhiều tỉnh thuộc hạ du sông Trường Giang khiến hàng chục triệu người chịu nạn. Có phân tích cho rằng mùa mưa chỉ mới bắt đầu mà đã xuất hiện nạn lụt nghiêm trọng. Điều này cho thấy nguyên nhân đằng sau không đơn giản. Theo đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này. Theo thông tin được đưa ra trong thời gian qua, cho đến nay lũ lụt đã gây họa cho 12.530.000 người ở khoảng 83 huyện, 19 tỉnh thành, khiến 95 người thiệt mạng, 36 người mất tích. Còn có 21.500 ngôi nhà bị hư hại, diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại vào khoảng 642,63.000 ha, tổn thất kinh tế trực tiếp là 8,7 tỷ nhân dân tệ. Chưa hết, theo tin mới nhất từ Ban Phòng chống thiên tai quốc gia Trung Quốc, toàn bộ Trung Quốc đã có 1.292 huyện của 26 tỉnh đã phải chịu thiệt hại do trận lũ gây ra. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là hơn 3,4 triệu hecta, trên 34,8 triệu người thiệt hại, 236 người chết, 84 người mất tích, khoảng hơn 65.000 ngôi nhà bị sụp, thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 58,6 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ cường độ mạnh này dường như chưa có xu hướng kết thúc. Ngành khí tượng Trung Quốc cho biết bởi không khí nóng lạnh giao hội nên tương lai khu vực này còn sẽ phải hứng chịu thêm nhiều trận lũ nữa. Theo trang tin đa chiều, trong giai đoạn ban đầu của mùa lũ định kỳ, lượng nước trong đất chưa bão hòa, một trận mưa hiếm khi có thể khiến hàng chục triệu người phải chịu thiệt hại, hàng trăm người chết và mất tích. Điều này vượt ngoài dự đoán của giới chức nước ngoài. Một tháng trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 10 trên 16 thành phố Trung Quốc, ngay cả Bắc Kinh, Thượng Hải cũng từng xảy ra tình trạng ngập lụt, hiện tượng lòng biển giữa thành phố trở thành điều quen thuộc. Cống thoát nước, tiếng nói lương tâm của một thành phố một lần nữa đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Trên thực tế, hệ thống thoát nước đô thị chủ yếu dựa vào hai phương tiện, một là năng lực hấp thụ nước tự nhiên, bao gồm lượng nước thấm xuống mặt đất, biển cả, sông hồ, ao đất, hai là công trình thoát nước đô thị, bao gồm các loại đường dẫn, rãnh thoát nước, trạm bơm. Khi nước lũ ập đến, tốc độ thoát nước nếu như không theo kịp so với lượng nước mưa, nước tập trung ồ ạt thì rất dễ gây ra tình trạng ngập úng. Thưa quý vị, lũ lụt tại Trung Quốc tiếp tục diễn ra phức tạp không chỉ tại sông Dương Tử mà còn ở những dòng sông lớn khác như sông Hoài Hà, con sông lớn thứ tư ở Trung Quốc. Trong trận lũ thứ nhất của sông Dương Tử, Trung Quốc đã cho mở cửa đập Tam Hiệp xả lũ vào hôm thứ Hai, hiện dòng chảy vào hồ chứa đã giảm. Hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã chứng kiến một dòng chảy 50.000 mét khối trên giây vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật so với mức cao nhất là 61.000 mét khối trên giây xuất hiện lúc 8 giờ sáng thứ Bảy và kéo dài trong 18 giờ. Tại thời điểm đó, mực nước của hồ chứa đạt mức cao kỷ lục 166,18 mét trong mùa lũ kể từ khi đập được xây dựng so với mức cao nhất trước đó là 163,11 mét. Theo Ban Quản lý đập Tam Hiệp, đến 2 giờ chiều Chủ nhật, con đập đã tích lũy được 16 tỷ mét khối nước trong mùa lũ chính trong năm nay. Lũ lụt ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc dự báo tiếp tục trong những ngày tới. Cảnh báo mưa lớn gây ra lũ lụt không chỉ ở lưu vực sông Dương Tử mà còn ở những con sông lớn khác như sông Hoài Hà. Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, mực nước ở hồ chứa Mi Sơn, tỉnh An Huy thuộc thượng nguồn sông Hoài Hà đã tăng nhanh và dâng cao, buộc giới chức Trung Quốc phải cho xả lũ, chuẩn bị cho diễn biến lũ lụt phức tạp trong những ngày tới trên sông Hoài Hà. Hôm Chủ nhật, mực nước ghi nhận tại hồ Mi Sơn là 132,58 m, cao hơn 7,31 m so với mức an toàn. Cơ quan quản lý khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo sông Hoài Hà sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ vì đợt lũ mới đổ về do mưa liên tiếp trong 3 ngày tới. Theo Tân Hoa Xã, cơ quan thủy văn đã đưa ra cảnh báo đỏ cho lũ lụt ở khu vực thoát nước sông Hoài Hà vào hôm nay. Một cuộc sơ tán khẩn cấp đã được tổ chức từ tối qua đến sáng nay cho người dân trong khu vực kiểm soát lũ lụt Mông Oa ở huyện Phú Nam, phía đông tỉnh An Huy để chuẩn bị chống lại lũ lụt sắp tới. Cuộc sơ tán diễn ra với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.